Ủa sao ông ở đây? Cố nằm cổng mà dành chỗ không nằm nằm kế sao đâu với chọc đẻ đâu đẻ không không sao hả? cô bé đi ra sao chứ còn con nói nè, nhanh lên cái... đi ra sao con nói nè, ông ngủ không không thượng đại nằm tắm. Đi đi ra sao này chỗ hay ngồi chứ. Tao cô bé ngồi đây nè nè, giờ hỏi cô bé ra nè, bây giờ hỏi giờ cô bé mất nhiêu tiền? 200 ngàn nhớ dù cô bố đó. 200 ngàn hả? Nhớ kỹ chưa? 200 nhiêu bữa các bạn cũng thấy cũng biết mà. Giờ cậu bé muốn gỡ lại không? Ừ, mẹ không dễ gì cũng trả gỡ. Giờ con có cái trò này nè. À giờ con có cái trò này nè. Giờ cậu bé đi vô trong đảo không ngủ đúng không? Cậu bé lấy cái giỏ với lại cái điện thoại của ông, cậu bé em giấu đi. Giấu thì sao, giấu được không? Được, con ngủ mà. Rồi giấu cậu bé kêu chuột. Khó lấy mẹ ơi, lấy cũng đòi lại như vậy à. Ông ngủ rồi. Ngủ lấy rồi sao? Lấy rồi cô bé giấu xong cô bé bắt chuột ổng. Bắt kêu chuột. Kêu trả cái chuột cái 200 hả? Tiền 200. Ủa cô bé chơi phải cô bé phải có lời rồi chứ. Ông bướng lấy tao 200 mà. Không. Cô bé nó 200 gì là bởi hết luôn, ông biết hết. Vậy mày uống cà phê sữa không? Uống. Vậy kiếm chuột cái 240. Thôi tao này 240 lai ly lâu mới sửa. Thôi nó vậy cũng bởi à. Nó lớn lớn lên 500 á. What? Ủa 500 á, không chuột không tin đâu. Không tin gì, 500 mới không tin. Mày thử 40 được rồi, tao 12 ly lâu mới sửa. Không, phải lời như vậy, phải lời gấp đôi. Chơi lớn, cái bữa giờ không chọc con bé ngoài, con nóng. À, lấy nhiêu? Lấy nè 500. 500 ác mày ơi. Ác cái gì, bữa giờ con chơi cô bé chịu không? Thôi cứ nói 24 thôi. Thôi 24 sao không bởi bây giờ, cô bé nói 500 mới tin được. 300 thôi. Thôi 500. Vậy cô bé chơi không? Thôi mộng rồi mộng đi, 400 đi. 500 à. Thôi 400 thôi mận đi. Thôi 500 đi. Rồi 500. Rồi. Đi gì bây giờ, đi vô không? Được. Thì đi vô lấy. Ai lấy? Cậu bé lấy. Mày lấy đi. Thôi cậu bé lấy đi. Ông ngủ, cậu bé sợ gì? Giờ lấy gì mà? Lấy cái túi mà ông hay đeo á, với lại cái điện thoại. Lấy. Chạy ra sao. Giấu chưa? Trời ơi, mọi người chờ một chút nha, con lên đặt máy rực con với ông cậu bé giết ông. Giết ông lại luôn. Được không? Được. A few moments later. Ngon. Gì vậy, chạy đó. Gì làm sao thế? Ai thổi luôn đi chả. Thổi gì? Không có điện thoại để đâu. Thổi thì bóp, muốn thả nữa hả? Thằng nó đang ngủ còn phá không? Lẹ lắm chúng mày gái của điện thoại tôi lắm hậu chứ. Nội mày bắt tại mày. Ông giấu mày không? Mày lấy điện thoại mày chi? Lẹ trả tôi chúng mày gái tôi điện với ta. Nó còn quá rồi. Cái mày lấy
điện thoại mày làm gì? Lẹ tao trả tôi điện thoại, ngủ ngủ với bộ ngủ hả? Mới đặt điện lấy điện thoại điện cho ai đúng không? Khùng không, điện thoại tao, tao không gọi, lấy điện thoại mày, điện thoại tao mà. Ủa? Ừ? Ủa điện thoại anh để ra đâu rồi? Điện thoại tôi đâu? Ông đừng phá đắp nha. Rồi điện thoại anh để ra đâu rồi? Ông đừng xả cái điện thoại tôi luôn, giấu ông giấu ai dùng, giấu ông nó điện thoại ông nữa hả? Đừng có khùng nữa nha. Ủa mát nãy giờ mới thấy cái điện thoại con để ra đâu mát? Chứ nãy giờ mà em ở đâu? Nhà lúc mới vô không có ai hả? Nãy giờ không thấy ai cho tao á. Điện thoại tôi đi chú đi. Chú đi, giỡn là điện thoại anh đó. Điện thoại anh nè. Ông tao áo. Điện thoại quan trọng lắm á nha. Ông đừng sẵn sàng chấu điện thoại tôi với phụ nó bắt vợ không hả? Điện thoại tôi quan trọng lắm nha. Điện thoại tôi không quan trọng á. Ông cũng gọi cho mấy người á. Điện thoại tao quan trọng hơn điện thoại mày á. Giỡn mặt quan trọng gì? Tôi có ngoại gái quan trọng gì? Đây. Nó kêu cái kênh Facebook lên trên đó với kênh YouTube đó, mắc một cái là đầu xong luôn á. Trả rồi đi trả. Đăng ký rồi. Ủa rồi cái vỏ của anh để đây không ta? Ủa vỏ gì nữa? Nụ cười đã tắt đằng sau nỗi nhớ. Cái gì không phải đâu nữa, hỏi làm mày vậy? Người vì anh cố níu duyên chỉ toàn em lấy. Ủa rồi cái vỏ của anh để đây không ta? Ủa vỏ gì nữa? Do cái điện thoại của anh đâu mà hỏi vòng vòng mày vậy? Mày giỡn không mày? Dạ thôi anh. Thằng này nó giỡn còn trọng hơn cái vỏ tao nữa nè. Giết tao được nữa nha. Tờ gì? Chuyện tôi giúp một cái điện thoại của em không? Không hiểu sao muốn thầm chuyện giỡn mấy cậu tào lao cho mày giỡn thì thiệt có bé. Mày làm giỡn thì thiệt vậy. Ủa con mấy con nằm mà con ở nhà không có ai không á? Không ai á, con về lấy nằm nó ngủ mình. Nãy giờ trong nhà tôi có ông à. Thì điện thoại thiệt một câu nào có điện thoại không? Mày giỡn mặt hoài bé, tao nói cái điện thoại cũng mất tiêu, cái vỏ cũng mất tiêu luôn cả. Mày giỡn không? Vỏ không? Vỏ nào? Cái vỏ đồ anh để đây nè. Bữa nay có đem lên đâu? Có sao không có, ngày nào anh cũng đeo cái vỏ. Vậy nãy tôi, không lẽ tôi dưới sao nào bỡ chạy vô bỡ hay gì? Nó nổ thiệt không á? Mau đem có đem vỏ không? Thằng này bây giờ cái vỏ thì không vỏ cái điện thoại để đây mình đâu. Điện thoại đang ngủ để đâu? Để cái đây nè. Để cái đây lúc đó vô. Lúc đó con vô mà lúc má còn ngồi mà. Không thấy lắm. Nãy cô đang làm một chuyện sao thấy bà giao sắp nước sao bà? Giờ nãy giờ có ai vô mà ông muốn gì không? Hỏi gì không? Tôi không biết gì đâu. Hả? Có ai hỏi vô gì? Hỏi ông gì không? Không. Điện thoại sao không? Ông để đi chậu ta ngoài cửa ta vô ta mở làm sao? Nằm cắn túi. Mẹ hồi nãy điện thoại tôi để đây rồi, chứ vô mở cái tôi lại cái của ông luôn rồi. Rồi sao không trời? Ha, cô bé đi kiếm cái gì vậy? Điện thoại gì vậy? Nó nhà có camera. Nhà không có camera nữa. Nó chết luôn trời. Nhà không mẹ đâu đặt camera cha cha. Có giờ giúp con ra mắt cái gì? Cái vỏ với cái điện thoại. Con có cái điện thoại mất. Điện thoại tao quên. Bà có như chồng. Nãy giờ có ai vô hỏi ông nghĩ vô nó bỡ rồi sao? Có dấu không bé? Nó mới cả là mẹ nó đứng giỡn kiểu không? Con sợ lắm nha, bà giấy tờ. Thôi kẹo, cái đó giờ tôi không giờ giấu đồ của ai á. Cái này là cái ông con nằm ngủ quên. Vô bỡ hỏi ông bỡ hỏi tôi luôn nè. Ông hở tới đụng chuyện cái ông mở cửa tôi à. Con giỡn thì trả lại mẹ nó đừng để con lo nha bé. Giữ mẹ! Có xưa giờ không thấy không? Từ lúc lên nhà tôi nha, nó chơi cái ông giỡn. Tại mà ông giỡn cái ông giấu ông ta chứ ai dám giỡn ông. Con giỡn thì ướp với tờ lên nè, rồi cái điện thoại nữa nè. Trời ơi chết. Mẹ rồi. Thiệt không má? Má em nói thiệt không? Để con lo. Thôi không. Ấy, mấy đèn sớm rồi nghe nói con muốn trợ mắt đồ á. Để tôi đi chặt tôi hỏi thôi nha. Cái gì lẹ đi, bao cái vụ gì lẹ đi. Tôi biết cái gì cái nhỏ với tờ với lại cái điện thoại. Đây không biết hỏi, không biết hỏi ai mà. Không có cái gì không, tôi cũng ấy ấy ông.
cái điện thoại tôi luôn cả. Đi 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 thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Ông có chịu nào luôn cái đồ nhà ngoại đó không? Nó sợ kêu công an cái gì nó sợ lắm. Nó sợ quá. Ông cầm cái
không biết sướng. À dạ, dạ 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 tôi hú nha, ông làm cái dao thẳng vậy mà, dễ thiệt á, cho đi theo anh làm thinh thôi, anh đã bưng nó tưởng nó thử cái gì nó fit, anh qua chuồng cầu mà, ta đi qua chuồng cầu mà nói gì thật, dễ thiệt á, cùng ông thẳng đây, à nãy ta quậy ông cái gì kia, bây giờ ông không sợ nhưng mà tôi sợ, lỡ tôi thành thử nó nói là tôi dắt có bạn thử chung. Mày đi, mày về mày đi. Con bé đi. Nó đã đủ rồi. Ê, con đầu, cô đầu mà sửa gì ấy không? Mệt quá à. Con về không? Con về không? Đi qua cái giấy tờ mà. Nó đây còn nghe. Anh lẹ về lẹ. Nó đây còn nghe hết nước cả uống nước gì mua luôn. Ủa? Con đi. Ủa, thằng đó, sao này nó giữ nó phải lắm. Ủa bé nó thì có mắt bên dạ. Sớm này có thằng quỷ đó không còn trồn không? Lúc mà cô vô cô nằm ngủ thì mắt cũng còn ngồi đây mà tự nhiên không có nó mỏi nó nằm chút chút đó. Làm mất con năm cho nó chuột 500 ngàn trời. Có thằng quỷ này là khờ không mình không kêu công an vô xử được hả? Không, ghê lắm. Đây là cái mùi của nó bát luôn mà. Đó là mấy bộ nó cắn xíu. Cái rồi, cái rồi. Nghĩ trò biết rồi. Nó quýnh thì dữ vậy thôi. Có mất gì quan trọng là chết bớt cái thời của anh nè. Đúng không? Nó quýnh thì dữ vậy hả? Có dầu không có dầu không? À thôi, anh biết rồi. Cái gì mà cắn rồi. Để họ có bạn không dầu, không dầu, không muốn thôi. Ủa, đặt tiền thoại anh đâu? Ủa, dạ hả? Kiểm tra đủ chưa? Làm bị gì vậy? Hả? Đợi tôi mãi thôi. Con không có gì đi xa xa. Nó dầu. Nó có hớt không? Nó có hớt cả giá, nó hớt không? Không. Cả giá được. Ừ. Tại cả giá đâu mày đặt đó. Đâu, nó hớt rồi hớt. Càng mua nước cho anh không uống nữa. Ừ. Ông thợ mua xong á, ông tưởng nó học 2 ngày đó, nó rồi đủ tiền mà ông còn giàu chứ không nắm được. Mày làm hết hồn luôn, làm anh hết hồn thiệt luôn á. Còn nãy anh tưởng thiệt. Mà giờ tôi thấy rồi, tôi biết rồi. Biết rồi, tôi mà thấy, tôi thấy thì diễn tả là tôi biết cái thằng đó nó ra sau mà nó dữ lắm á. Tự sớm nay ai sợ nó, một tàu ôi nó hả? Nó thiệt á, tự diễn cái thằng đó. À, tôi thấy thì đi vô là biết rồi đó. Biết thằng đó thì dữ lắm. Đi sợ hơi nó tha mày á. Để lát tôi mua cây dầu một chút cho. Hên là nó tha mày á, mới qua bên đó nó sọt mày luôn. Không biết rồi, thôi. Má làm hết hồn nó giết tưởng mắt luôn. Má 500 ngàn cũng đỡ. Cậu mượn, đó tin. Cứ mẹ mày cái thù, đối với thù mày nữa.
Ô mà anh nghĩ lốt chịu lốt. Mà anh nghĩ nghi nghi què tao phải giờ cũng đau rồi. Tối giờ hồn nó phải đứng mình chứ. Ô nghi gì bố mà làm lại rồi con bé nó còn làm lại sao? Ô làm là tiền mà con bé tiền đâu có tiền què hả? Đó mới vô á. Mới này tao lấy cái tiền vốn tao cũng lợi cả tiền vốn tao. Ô bỏ hút lên chợ. Ờ, con bắt mấy con người có ăn rồi, có ăn rồi con bắt. Có ba con người làm con người như nào quá. Con một người. Ô, đừng lốt quá. Hả? Đừng có lốt nữa, được rồi. Sao quá. Có ba người, bắt mấy à. Sao quá.